Xin chào các bạn. Ngày hôm qua đã lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh trực thăng Mi-28 của Nga bị bắn hạ ở Ukraine. Đây có vẻ là lần đầu tiên loại trực thăng này bị bắn hạ trong cuộc chiến này. Có lẽ chủ yếu là nhờ may mắn mà thôi. Bởi vì loại trực thăng được đánh giá là hiện đại hơn của Nga là K-52 cũng đã bị bắn hạ. Ít nhất là 3 chiếc. Trong đoạn video này thì có 2 chiếc trực thăng vũ trang của Nga đang quần đảo trên một khu vực đổ nát vì chiến tranh của Ukraine. Chiếc đi trước là chiếc K-52. Và phía sau nó là một chiếc Mi-28. Đột nhiên chiếc Mi-28 bị trúng đạn vào phần giữa thân, chỗ tiếp giáp với đuôi. Phần đuôi bị gãy gập và phần thân xoay vòng và rơi xuống đất. Đối với các loại trực thăng sử dụng cánh quạt đuôi như Mi-28, thì một khi cánh quạt đuôi bị hỏng hoặc đuôi bị bắn gãy như vừa rồi, trực thăng sẽ không thể điều khiển được nữa, kể cả phi công vẫn còn tỉnh táo. Trực thăng sẽ xoay vòng mất kiểm soát và rơi xuống đất. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại tình huống trực thăng Mi-28 bị bắn hạ, để xem thứ gì đã bắn hạ nó. Một số nguồn tin cho rằng máy bay đã bị bắn hạ bởi pháo phòng không, bởi vì không nhìn thấy vệt khói có tên lửa. Tuy nhiên pháo phòng không thì thường bắn theo loạt, chứ một phát ăn luôn như thế này thì rất hiếm có khả năng. Mình sẽ tua chậm lại xem sao nhé. Quả thật là quay chậm cũng không thấy vệt khói của tên lửa. Trong khu vực giao tranh như thế này thì phía Ukraine cũng rất khó để triển khai các pháo phòng không tự hành, bởi chúng là mục tiêu dễ dàng bị phát hiện và tiêu diệt. Đây chỉ có thể là chiến công của các tên lửa vác vai mà thôi. Loại tên lửa vác vai hiện đại như Stinger của Mỹ khi bắn vẫn lộ vệt khói khá rõ. Vệt khói kéo dài cho đến khi tên lửa chạm mục tiêu. Nếu tên lửa Stinger đã hạ trực thăng Mi-28 thì chúng ta có thể nhìn thấy vệt khói của nó. Tuy nhiên, Ukraine còn có một loại tên lửa phòng không vác vai khác. Đó là các tên lửa phòng không Starstreak do Anh viện trợ. Loại tên lửa này hoàn toàn không lộ vệt khói ở pha cuối. Tên lửa Starstreak có 3 tầng. Tầng đầu tiên giúp đẩy quả đạn tên lửa ra khỏi ống phóng. Và tầng thứ hai giúp tăng tốc tên lửa lên tới Mach 3. Sau đó tên lửa sẽ giải phóng 3 phi tiêu. 3 chiếc phi tiêu này là 3 phi đạn có điều khiển. Tuy nhiên, chúng chỉ chứa thuốc nổ mà không có thuốc phóng. Chúng di chuyển bằng động năng đã được tầng thứ hai cung cấp sẵn, do vậy không lộ vệt khói. Các phi tiêu của tên lửa Starstreak còn được thiết kế để chui vào bên trong mục tiêu mới phát nổ. Điều này khớp với hình ảnh đuôi của chiếc Mi-28 đã bị gãy gập sau khi bị công phá. Và hôm nay thì thông tin trên tờ The Independent cũng đã xác nhận tên lửa phòng không của Anh đã lần đầu tiên bắn hạ trực thăng của Nga. Như vậy là cũng khớp với nhận định của mình. Có thể thấy sau khi được giải phóng thì 3 chiếc phi tiêu không hề tỏa khói khi lao tới mục tiêu. Đây là một loại tên lửa phòng không mà phương thức dẫn đường của nó khá dị thường. Mồi bẫy nhiệt hoàn toàn không có tác dụng đối với loại tên lửa phòng không vác vai này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.